Xin chào mọi người, hôm nay chủ đề tiếp triết kỳ số 10 BCB Devtech sẽ gửi đến một nội dung liên quan tới quản lý BOM với Active BOM trên phần mềm Multiroom Designer. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Active BOM. Active BOM là một trong những giải pháp quản lý mạnh mẽ thông tin về BOM. Nó sẽ cho phép liên kết tất cả những dữ liệu từ những nhà sản xuất và nhà cung ứng theo cái thời gian thực, ngay trong cái môi trường làm việc của Atium Designer, giúp cho cái người design họ thể vượt qua những thử thách, những cái rào cản trong vấn đề họ tìm ra những cái bộ phận, tìm ra nguồn cung ứng với chi phí hợp lý và tốt nhất, và đảm bảo rằng chúng cái người thiết kế cũng như là ở giai đoạn chuẩn bị cho cái bước sản xuất, đưa ra những thông tin về BOM và chốt những cái nhà cung ứng và nguồn cung cấp, thì chúng ta có thể kiểm soát được cái tiến độ sản xuất cho cái PCB với những đơn hàng số lượng lớn. Với cái Active BOM thì chúng ta có cho nó sẽ liên kết tất cả những cái dữ liệu từ những cái nguồn Atium Cloud 365, những cái thông tin về quản lý về những thành phần, những dữ liệu phân tích từ những cái nhà sản xuất như BOM, AUB trên hệ thống trực tuyến, thông qua cái AutoBAC hoặc là IHS Matrix. Thì nó sẽ liên kết tất cả những cái thông tin về những chuỗi cung ứng và supplier, những cái dữ liệu về những cái thành phần linh kiện đó. Và với HIOS, nó sẽ hỗ trợ cho người dùng hơn 660 triệu linh kiện khác nhau từ hàng chục ngàn nhà sản xuất và nhà cung ứng khắp nơi trên toàn thế giới. Và những dữ liệu nó luôn luôn sẽ cập nhật theo chính xác theo thời gian thực, là một trong những cái đơn vị cung cấp cái dữ liệu về những thành phần linh kiện chính xác nhất trên toàn thế giới. Đây là một cái dự án thiết kế mà chúng ta đã hoàn thiện, và chúng ta đã có được cái thiết kế của cái PCB layout 23 PCB với những tất cả những thành phần component ở bên trong này. Và chúng ta sẽ tiến hành sử dụng công cụ Active BOM để chúng ta kiểm tra cái tính phù hợp của những component này, cái tình trạng cung cấp từ những cái nhà sản xuất và những cái nhà supplier mà chúng ta đã sử dụng để đưa vào trong cái dự án này. Để kích hoạt tính năng Active BOM, chúng ta sẽ chọn cái project và chúng ta sẽ bấm vào New to Project, và chúng ta sẽ chọn vào Active BOM. Thì một cái môi trường làm việc của Active BOM nó sẽ mở lên để chúng ta kiểm tra. Ở đây chúng ta sẽ có thấy tất cả những cái thành phần, những cái component mà chúng ta đang sử dụng cho cái dự án này. Ở đây chúng ta sẽ có một số kiểu view để chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là xem theo danh sách, thì chúng ta sẽ tổng hợp tất cả những cái thành phần, những cái số lượng thành phần có trên dự án này, bao gồm những thành phần giống nhau. Và cái view basic thì chúng ta sẽ tổng hợp tất cả những cái thành phần với cái số lượng của nó nằm trên cái dự án này. Và với cái kiểu xem tổng quát thì chúng ta sẽ xem được tất cả những cái biến thể của nó nằm trong cái dự án này nếu có. Và bên cạnh đó thì người dùng có thể bổ sung thêm những cái thành phần component mà chúng ta chưa đưa vào trong cái thiết kế từ ban đầu, thì chúng ta có thể bổ sung thông qua cái manage component này. Và chúng ta sẽ thông qua cái component search để chúng ta tìm kiếm nhanh cái component mà chúng ta cần bổ sung vào trong cái thông tin về BOM. Chúng ta bấm OK. Nó cũng đã được cập nhật vào trong cái thông tin danh sách về cái BOM của cái dự án này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm những cái custom item hay custom role để chúng ta thêm một số cái item, những cái bạc ở bên ngoài có liên quan tới cái dự án, ví dụ như những cái shielding, những cái keo dán, keo cách nhiệt, chống tính điện, hay là những ốc fit, thì chúng ta có thể bổ sung thêm theo những cái custom item này để đưa vào trong danh sách về BOM. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm những cái custom role này, chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái trường thông tin cần thiết vào trong cái dự án này, trong cái danh sách BOM này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái property để chúng ta thực hiện một số cái thiết lập. Đầu tiên trong cái role thì ở đây chúng ta có thể thiết lập cái sản lượng sản xuất cho cái dự án này. Mình có thể để nó khoảng như 1.000 cái sản phẩm. Và ở đây nó cũng sẽ đưa ra một cái giá thành tổng thể. Thứ nhất là với những cái thiết lập từ những cái nhà cung ứng mà chúng ta được lựa chọn mặc định ở đây,
thì cái chi phí cho mỗi cái bo là khoảng chừng 1.78 đô, và cho cả một cái project, cả một cái đơn hàng thì nó khoảng chừng 7.000 đô, gần 8.000 đô. Và ở đây thì cái supply chain, đây chẳng thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái solution. Solution này tương ứng với những cái đơn vị sản xuất cho cái item đó, và cái supplier cho mỗi cái solution từng nhà sản xuất đó, thì thường thường thì chúng ta sẽ để nó nhiều hơn một để chúng ta có thêm cái phương án phụ trong trường hợp mà ở cái thời điểm mà chúng ta đặt hàng thì cái nhà sản xuất đó hoặc cái nhà supplier đó họ hết hàng, hay là cái tình trạng cái giá thành không không tốt tại thời điểm đặt hàng, thì chúng ta có thể thay thế sang những cái supplier khác tốt hơn. Ngoài ra thì ở đây nó cũng sẽ chúng ta thiết lập một số cái cấu hình dành riêng cho những cái bom đặc thù cho cái người thiết kế, hay là những cái thông tin mà cho cái người mua hàng, hay thông tin bom cho người kỹ thuật, thì chúng ta có thể thiết lập ra những cái cấu hình khác nhau. Đối với những người design thì họ sẽ quan tâm những cái tham số parameter khác, thì chúng ta thể đưa nó vào trong cái thông tin về bom cho cái người design và thiết lập cho một cấu hình riêng. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái sụt để chúng ta kích hoạt lên. Thì với cái việc mà kích hoạt cho những cái sụt thì chúng ta sẽ có những cái parameter ở đây, những cái thông số mà chúng ta có thể khai báo ở đây. Giả sử những thông tin về connector type, component type chẳng hạn, thì mình chỉ cần mở cái kích hoạt lên thì nó sẽ bổ sung một cái cột về component type vào trong cái danh sách của BOM này. Ở đây chúng ta có thể thấy đây, nó là cái connector hay là cái capacitor, thì những cái thông tin này có thể là mình sẽ cấu hình riêng cho cái người design chẳng hạn để họ thấy được. Họ muốn có cái thông tin này trong cái thông tin BOM của họ thì họ có thể thiết lập ra một cái BOM riêng cho thiết kế. Mình sẽ để cấu hình là thiết kế. Bấm một enter. Và với cái người mua hàng thì họ sẽ không cần cái những thông tin này. Họ sẽ cần những thông tin liên quan tới cái việc đặt hàng hơn, thì mình họ có thể đưa ra chọn là những cái thông tin khác để họ đưa vào trong cái thông tin BOM của họ. Đối với người đặt hàng thì họ có thể quan tâm tới cái tình trạng của cái BOM này, status của nó, thì mình có thể bổ sung cái này vô trong cái danh sách BOM cho cái người mua hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái BOM status detail, và chúng ta sẽ thiết lập cho nó một cái đặt cho nó một cái cấu hình là mua hàng. BOM cho người mua hàng và BOM cho người thiết kế. Ok. Thì chúng ta sẽ có cái BOM cho người thiết kế. Chúng ta sẽ có component type là những cái thông tin mà họ người thiết kế họ thiết lập. Họ muốn đưa vô trong cái BOM của họ. Và BOM cho người mua hàng thì họ sẽ quan tâm tới những thông số khác, ví dụ như là BOM status detail đó. Thì chúng ta sẽ thiết lập nhiều cấu hình khác nhau cho cái nhu cầu khác nhau trên cái ActiveBOM này. Và ngoài ra thì trong cái property nó cũng sẽ cho chúng ta check cái tình trạng sức khỏe của tất cả những thành phần nằm trong cái thông tin BOM này, bao gồm những cái vấn đề mà nó xuất hiện và cái số lượng item mà đang gặp vấn đề, để chúng ta nhanh chóng chúng ta sẽ lọc nó. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có một số cái vấn đề trên trên mỗi component. Ở đây là no solution, chúng ta không có nhà sản xuất cho cái item và số lượng item là 3. Hoặc là chúng ta sẽ có cái vấn đề là no supplier, tức là chúng ta không có cái nhà cung ứng, hoặc là nhà cung ứng hiện tại đang không còn hàng, hay là số lượng hàng không đủ. Thì hiện tại nó có càng ba ba cái component, ba cái item, thì chúng ta thấy bấm vào trong cái bộ lọc này chúng ta sẽ truy vấn ngay ba cái item nó là ba item nào, và chúng ta sẽ chọn cái item để chúng ta xem thông tin. Ở đây là cái nhà sản xuất hiện tại là sản xuất hàng loạt rồi, nhưng mà nó đang là no stock, no fry luôn. Vì vậy chúng ta sẽ thông qua cái add solution này, chúng ta thứ nhất tạo và chỉnh sửa cái bạc join list, là danh sách chọn cái nhà cái component. Thì để chúng ta có thể thêm cái solution từ những cái nhà sản xuất khác.
Và hiện tại thì đối với cái item này thì chúng ta truy vấn thì nó cũng đang không còn hàng nữa, nó đã hết hàng rồi. Thì cái người design họ cũng có thể đưa ra một cái giải pháp khác là lựa chọn một cái component khác thay thế cho cái component này. Ngoài ra chúng ta sẽ vào trong cái no solution, tức là không có những cái item này chưa có chỉ định nhà sản xuất, nhà cung cấp, thì chúng ta có thể thông qua cái bộ lọc này chúng ta truy vấn nhanh vào những cái item đang có cái vấn đề về cái chuỗi cung ứng, và chúng ta hãy chọn vào và chúng ta sẽ chọn cái solution là create manufacturing link, chọn cái chuỗi liên kết cái những cái thông tin cái item này vào trong cái chuỗi nhà cung cấp. Rồi chúng ta sẽ chỉ định sang một cái item tương tự chẳng hạn. Ok. Ok. Thì sau khi chúng ta giải quyết xong thì những cái vấn đề cho từng cái item này nó cũng sẽ được tự động nó sẽ thoát ra. Và chúng ta sẽ tương tự chúng ta sẽ giải quyết những cái tình trạng này, những cái vấn đề này. Và ở đây chúng ta sẽ có cái tình trạng của cái thông tin về về cái item này thông qua cái cảnh báo, và chúng ta sẽ ra retrieve vào trong vùng cảnh báo để chúng ta thấy chi tiết những cái vấn đề cho từng cái item này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thêm bổ sung thêm những cái supplier cho cái nhà sản xuất này. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái danh sách tất cả những cái supplier cho cái item này từ nhà sản xuất này, và nó cũng sẽ cảnh báo theo màu để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta biết đâu là những cái nhà supplier tốt trong thời điểm hiện tại. Thứ nhất là cái newer, thì ở đây thì chúng ta thấy stock họ có khoảng chừng 30.000, và cái số lượng mà chúng ta cần là khoảng 1.000 con, và cái giá thành cho mỗi đơn vị cũng như tổng đơn hàng. Ngoài ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn thứ hai trong trường hợp mà ở thời điểm mà chúng ta đặt hàng cái nhà cung ứng đầu tiên không đáp ứng được, thì chúng ta sẽ có những cái phương án dự trù trong tương lai. Và đây chúng ta sẽ có những cái nhà sản xuất để chúng ta có thể có những phương án thay thế trong trường hợp trong cái nhà cung cấp cái nhà sản xuất đầu tiên họ thay đổi cái sản phẩm, cái item này họ ngưng sản xuất hoặc là cái dòng đời này hết hạn hay là không còn thị trường nữa, thì chúng ta có thể có những cái solution thứ hai để chúng ta thay đổi để chúng ta sẽ luôn luôn giữ duy trì được cái tình trạng về vấn đề đặt hàng cho cái sản xuất liên tục. Và thông qua cái T-bomb thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái vấn thông tin về dòng đời của cái item, cái tình trạng về tồn kho, cái giá thành, cái vị trí cung cấp và tất cả những cái thông tin về những cái chuỗi supplier, và nó cũng sẽ gợi ý cho chúng ta đâu là những cái supplier tốt tốt nhất để chúng ta thể chọn và optimize cho cái chi phí và cho cái thông tin về đặt hàng về BOM ở thời điểm mà chúng ta mua hàng. Và đây là một trong những cái công cụ hỗ trợ cho người thiết kế ngay trong môi trường ATM Designer trong vấn đề họ control được những cái chuỗi cung ứng, nhà cung cấp cho những cái thành phần trong cái thiết kế trong dự án của họ. Và chúng ta sẽ tiếp tục tới những cái chủ đề tiếp theo kỳ tiếp theo mà BCP Devtech sẽ gửi đến quý vị liên quan tới những cái giải pháp mà bên BCP Devtech hiện đang cung cấp tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.